phẩy chấm phẩy chấm. Trong lòng hang động rực lửa đó. Hơi nóng cứ ngùn ngụt bốc lên. Dòng dung nham đỏ rực bên dưới cuồn cuộn chảy. Đất đá xung quanh cứ liên tục nứt toác ra. Trương Tiểu Phàm cảm thấy hơi thở dường như ngày càng khó khăn. Mỗi lần hít vào là luồng không khí nóng bỏng xung quanh cứ như nhất tề luồn ép vào trong phổi. Đồng thời, mỗi bước chân của Trương Tiểu Phàm đều có thể dẫm phải những đốm lửa lập lòe tung lên từ phía dưới xa xa phía trước chỉ thấy sắc trắng của con lục vĩ hồ ly đang nằm một cách bình thản trông chừng như đang tận hưởng sự nhàn nhã thường lệ tiểu phàm đứng nguyên chỗ cũ nhìn về phía trước trong lòng thoáng chốc hơi do dự tuy vậy cuối cùng y cũng tiến tới đồng thời tay để ý nắm chặt cây thiêu hỏa côn con đường nơi hắn đang đi tuy cứng rắn nhưng lại hẹp trông như dỗi dài đến cái hồ dung nham sâu thăm thẳm phía trước Trương Tiểu Phàm cứ đi men theo con đường đó. Càng đi thấy hơi nóng càng phát ra dữ dội. Tựa như thể nếu đến cuối con đường con người sẽ vô phương chịu được cái nóng khủng khiếp đó. Không biết vì cái nhiệt độ nóng cháy thịt cháy ra này hay vì điều gì khác. Cổ họng Trương Tiểu Phàm khô khốc rất khó chịu. Nhưng y không dám một chút phân tâm. Đôi mắt cứ dán chặt vào nơi con hồ ly phía trước. Tiểu Phàm bước đến cách xa con hồ ly chừng ba bước thì dừng lại khoảng cách khá gần. Tầm nhìn được rõ ràng hơn. Trong lòng tiểu phàm bất chợt kinh ngạc. Con hồ ly trước mặt quả là tuyệt đẹp. Lông trắng tinh từ đầu đến chân. Đặc biệt là tại cái nơi nóng đỏ như hỏa ngục thế này mà lông nó lại trắng như tuyết. Chẳng những không pha tạp một sợi lông màu khác. Ngay cả một vết cháy xém nó cũng không có. Chỉ có điều hai mắt nó đang nhắm nghiền. Khoảng giữa hai mắt hơi hơi nhíu lại. Nơi hàng mi phảng phất một nét gì đau đớn trương tiểu phàm chăm chú nhìn nó trong lòng chớp lên vô số ý nghĩ từ lúc ở tiểu trì trấn cho đến giờ hắn nghe nói trong này chỉ có một con hồ ly ba đuôi chiếm cứ gây hại nhưng con hồ ly trước mắt rõ ràng khác xa với với tam vĩ yêu hồ vừa đấu phép lúc nãy tiểu phàm phảng phất nhớ lại hồi nhỏ có nghe sư huynh tống đại nhân giảng qua thế gian này vô cùng rộng lớn chẳng sự kỳ lạ nào mà không có như rừng thiêng núi độc quỷ quái yêu ma người xưa tương truyền lại trong muôn thú hồ ly là loài lanh lợi nhất phần lớn đều tu luyện thành tinh trong họ hồ ly có một dòng có linh khí nhất đặc điểm của nó là tu hành càng cao đạo hạnh càng sâu thì đuôi mọc ra càng nhiều nay thấy trước mặt mình là một con hồ ly sáu đuôi trương tiểu phàm nhất thời thấy trong lòng phấn chấn ngay lúc đó lục vĩ hồ ly trước mặt dường như hồi tỉnh lại sau giấc ngủ say mấy cái đuôi khe khẽ cử động và cái đầu hơi di chuyển một lúc sau nó mở mắt ra từ màu đen sâu thăm thẳm trong đôi mắt phản chiếu hình bóng một con con người đứng trước nó hình ảnh một chàng thanh niên mang dáng vẻ khẩn trương trương tiểu phàm trong lòng chấn động bước lui một bước cầm thanh thiêu hỏa côn đưa ngang trước ngực ngưng thần giới bị không ngờ lục vĩ bạch hồ chỉ chăm chú nhìn hắn còn thân hình vẫn ở nguyên vị trên cái ổ giữa phiến đá tuyệt không một cử động nhỏ. Một người một hồ đứng đối nhau. Không gian xung quanh như ngưng động. Có chăng là âm thanh dung nham ngàn năm sùng sục tuôn trào. Nghe như xa xôi rượu vợi. Không khí vẫn nóng bỏng. Thổi vào người và hồ đang oai nghiêm đứng đó. Chàng trai trẻ. Một âm thanh sâu thảm pha lẫn mệt mỏi vang lên. Có vẻ như xuất phát từ miệng của lục vĩ hồ ly. Âm thanh phá tan bầu không khí trầm mặc. Người đến đây làm gì? trương tiểu phàm theo hướng âm thanh phát ra xác định là do chính miệng lục vì hồ ly phía trước chắc chắn nó đang mang bệnh vì âm thanh phát ra hữu khí vô lực mặc dù như vậy tiểu phàm cũng không dám nghĩ nhiều trầm giọng nói ngươi là tà ma yêu nghiệt gây hỏa thế gian ta thân là đệ tử chính đạo hôm nay muốn vì dân trừ hại phẩy chấm phẩy chấm lục vĩ bạch hồ nhìn hắn mục quang lấp lánh nhưng không chút giận dữ cũng không chút chế nhạo chỉ điềm đạm nhìn hắn một lúc rồi mở to đôi mắt sáng bình tĩnh nói chí khí lớn lắm trương tiểu phàm hơi giật mình một chút nhưng ngay lập tức nhíu mày lại nói ngươi còn nằm đó nữa hãy mau mau bước ra ta ngươi muốn giết ta lục vĩ bạch hồ điềm tĩnh cắt lời hắn trương tiểu phàm không ngờ bị hồ ly hỏi lại như vậy nhất thời im lặng nhưng ngay lập tức tĩnh mộ nói ngươi là yêu hồ gây hỏa thế gian. Hại người vô tội. Giết ngươi là ta thế thiên hành đạo. Phẩy chấm phẩy chấm. Lục vĩ bạch hồ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lần này có đôi phần cười cợt. Đôi phần chế nhạo, chàng trai trẻ. Ta xem ngươi niên kỷ e chưa quá hai mươi. Trương tiểu phàm hừ một tiếng. Nói, thế thì sao? Hôm nay ta sẽ hàng yêu phục ma. Lục vĩ bạch hồ hơi khe khẽ cúi đầu. Giáng vẻ đôi phần cảm khái. Thấp giọng nói, thế. À, loài người các ngươi tu hành chính đạo. Lại được trời hậu đãi. Các ngươi được tư chất tốt. Chỉ trăm năm tu hành là hơn hẳn loài hồ chúng ta ngàn năm cay đắng khổ sở tu luyện. Dường như trời cao này. Bạch hồ nói đến đó. Bỗng nhiên dừng lại. Cười một tiếng khổ sở. Nhìn về phía trương tiểu phàm khe khẽ nói, chàng trai trẻ ngươi niên kỷ còn trẻ làm sao biết được loài hồ chúng ta gây họa thế gian giết người vô tội ngươi chính là đồng bọn của tam vĩ yêu hồ ngày đêm quấy nhiễu cư dân trong tiểu trì trấn cướp bò cướp dê thì không nói lại còn giết hại mạng người đó không phải là gây họa thế gian hại người vô tội ư lục vĩ yêu hồ trầm ngâm một lúc rồi nói không sai việc đó ta có nghe nàng nói qua ba ngày trước nàng có về tiểu trì trấn có hai cha con nọ đứng ra ngăn trở chỉ có điều lúc đó ta bệnh tình trầm trọng nên tâm tình y không được tốt nên giết luôn hai cái người ngu ngốc đó phải chấm phải chấm trương tiểu phàm tức giận hỏi vậy ngươi còn phân biện gì nữa lục vĩ bạch hồ trầm chậm đáp ngươi lầm rồi ta chẳng phân biện gì với ngươi cả nếu ngày hôm đó nếu đổi lại là ta đi ta cũng hạ thủ như vậy Phẩy chấm phẩy chấm. Trương Tiểu Phàm tức giận cực độ. Chỏ tay quát, vậy mà ngươi còn ở đó dám nói là không gây họa thế gian. Giết người vô tội. Yêu nghiệt. Chịu chết đi. Tiểu Phàm quát lên. Thiêu hỏa côn tỏa phát thanh quang. Trong chớp mắt đã bay vọt lên. Lục vĩ bạch hồ vẫn không một chút cử động. Vẫn đứng yên nghĩ ngợi. Rồi ôn tồn hỏi, ngươi nói thế gian. Vậy thế gian của ngươi có nghĩa là gì? Trương Tiểu Phàm sững người, trong lòng bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển, không hiểu sao nhìn Lục Vĩ Bạch Hồ ở trước mặt, nghe lời nói trầm lặng của y, Tiểu Phàm lại bất giác nhớ đến vạn nhân vãng, những ý niệm không rõ ràng, những âm thanh mơ hồ cứ như vang lên từ thẳm sâu trong lòng hắn. Ánh sáng của thanh thiêu hỏa côn dần dần mờ đi, tiếng của Bạch Hồ lại tiếp tục, trong mắt người, cái gọi là thế gian là do loài người các ngươi làm chủ phải không trời sinh vạn vật loài người các ngươi tự ý làm chủ rồi có bất kỳ sự phản kháng nào thì cho là gây họa thế gian hại người vô tội không phải vậy sao tiểu phàm nhìn hắn lặng im không nói lời nào hắn không hiểu sao cả tam vĩ yêu hồ kia và lục vĩ bạch hồ này đều đối đáp được với hắn nhưng điều hắn càng không hiểu là vì sao những điều trái đạo lý này đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn đến vậy nhưng mà ngươi từng nghĩ qua cảm giác của loài khác chưa những loài này bị tàn sát bởi loài người các ngươi bị con người các ngươi ăn thịt ngươi có biết cảm giác đó ra sao không trung quy loài người các ngươi cũng là loài mạnh nhất trong muôn loài cầm thú làm gì đủ lực để phản kháng chỉ đành thúc thủ chờ phanh thây mà thôi tiếng bạch hồ lại bình thản giả sử như loài hồ chúng ta lớn mạnh hơn loài người các ngươi thì việc giết một vài con người có còn là vấn đề gì không? Dẫu sao thì thế gian này bản thân nó cũng đã là mạnh hiếp yếu mà. Đến đây Bạch Hồ cười lớn. Nhìn Trương Tiểu Phàm, ngươi nói đi. Phẩy chấm, phẩy chấm. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Bạch Hồ. Môi mím chặt. Không nói lời nào. Và lại. Trong chính loài người các ngươi. Không phải cũng như vậy sao? Loài người các ngôi tu luyện chân đạo. Để được trường sinh như hôm nay chẳng phải cũng đã tranh giết nhau quyết liệt đó ư? Cái gọi là chính đạo tà đạo do chính miệng loài người các ngươi phát ra. Cũng không ngoài quy luật thắng làm vua. Thua làm giặc. Phẩy chấm phẩy chấm. Bạch Hồ lại cười một tiếng. Ngó tiểu phàm. Nghiêm giọng lại, ngươi trả lời đi. Trương tiểu phàm ngửa mặt nhìn lên. Hít một hơi dài. Bạch Hồ cũng không nói lời nào nữa. Chừng như rất mỏi mệt sau khi phải nói nhiều như thế. Một lúc lâu sau ngươi muốn ta nói gì? Trương Tiểu Phàm chợt hỏi. Bác Hồ quay lại nhìn hắn. Thấy tia nhìn của hắn đã thôi giận dữ. Đôi mắt chàng thiếu niên chỉ còn vẻ đọng lại sự khó hiểu. Chăm chú nhìn Bạch Hồ. Các ngươi ai cũng đem cái đạo lý này ra đối lại với ta. Trương Tiểu Phàm lạnh lùng tiếp. Chẳng lẽ thân ta làm theo chính đạo là sai? Tà ma ngoại đạo các ngươi giết người làm loạn. Mê hoặc nhân tâm là đúng sao? bạch hồ đột nhiên nhíu mày hai mắt chợt ánh lên sáng rực thế sao đã có người nào khác cũng đã nói với ngươi những lời này ư trương tiểu phàm không trả lời nhưng ánh sáng xanh thẫm lại từ từ xuất hiện trên thanh thiêu hỏa côn tỏa sáng gương mặt hắn một cách lung linh huyền ảo chợt vang lên tiếng của tiểu phàm yêu nghiệt động thủ đi thanh quang như ma quỷ tiến đến như lấn át bao trùm cả ánh đỏ của dung nham xung quanh như đại sơn dung chuyển xé toang không khí tiến đến lục vĩ bạch hồ hai mắt thấy thanh quang đang áp sát lại gần mình nhưng không hiểu sao tại cái nơi dung nham nóng rực này trông bạch hồ như chợt chúng phải một cơn giá lạnh toàn thân bất giác run lên phải chấm lúc này đột nhiên trương tiểu phàm nghe có âm thanh từ phía sau chuyển đến chính là từ nơi con đường mà lúc nãy hắn đi xuống nơi đó chuyển đến một âm thanh thật gấp gáp thanh âm như dã thú gầm giống, như thiên quân vạn mã, khí thế ngất trời, thân chưa đến mà thế đã đến. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám khinh suất trước Lục Vĩ Bạch Hồ đang ở trước mặt. Lập tức thu hồi Thiêu Hỏa Côn đưa ngang trước ngực, chăm chú theo dõi, ở nơi đó, Lục Vĩ Bạch Hồ cũng nhíu mày nhìn hướng mặt về phía con đường. Bản thân Trương Tiểu Phàm lúc này nhận ra một luồng hơi nóng bỏng đang ập đến. Hơi thở càng khó khăn hơn nữa. Cái nóng này làm người ta có cảm giác như đang ở trong lòng dung nham nóng bỏng. Thịt da tan chảy. Từ phía đó, âm thanh phát ra càng lúc càng gần, khí thế càng lúc càng hung hãn. Chỉ một khắc sau, Tiểu Phàm thấy trước mắt mình một luồng sáng. Con đường u tối phía đó đột nhiên sáng rực lên. Trước cửa động đột nhiên xuất hiện một con đại hỏa long. Vừa bước vào cửa động đã gầm vang một tiếng. Dương vuốt nhe nanh, trở theo phía trên đầu hỏa long qua ánh lửa thấp thoáng một thân ảnh mỏng manh màu trắng chính là thân hình cực kỳ ôn nhu của tam vĩ yêu hồ chỉ thấy nàng đáp xuống trước mặt của lục vĩ bạch hồ nét mặt không hiểu sao lại mang dáng vẻ hoảng hốt y phục thanh thoát và đẹp đẽ của nàng lúc nãy giờ dơ bẩn và bị rách hết mấy chỗ xem ra vừa rồi cuộc đấu phép ở bên ngoài đã rất chật vật trương tiểu phàm mặt thoáng ánh nét sợ hãi đứng nguyên chỗ cũ ánh mắt vẫn dán vào con hỏa long hùng vĩ đang bay lượn trên không. Chỉ thấy toàn thân nó lửa đỏ rừng rực tỏa sáng. Nơi hai mắt nó là hai hòn lửa màu trắng sáng rực. Trong huyệt động dung nham nóng đỏ này, hỏa long dường như càng thêm rực rỡ. Khí thế càng thêm hung mãnh. Bỗng trên không trung nó gầm lên một tiếng. Chợt như bay xuống. Trương tiểu phàm thất kinh. Vội bước lui mấy bước. Chỉ thấy hỏa long như cọ hai bên thân của nó rồi gầm gừ đưa chân rẽ mặt hồ dung nham lặn xuống chớp mắt đã biến mất nhưng chỉ một lúc sau trên cái hồ dung nham nóng chảy thịt chảy xương ấy lại thấy nó xuất hiện đang vẫy vùng ngục lặn một cách đắc chí trong đó bỗng nghe phía trước âm thanh sâu thẳm của tam vĩ yêu hồ đại ca người vẫn bình yên vô sự lục vĩ bạch hồ cười lớn điềm đạm nói vị tiểu huynh đệ chính đạo này vẫn chưa động thủ với một lão hồ ly gần chết như huynh. Phẩy chấm. Phẩy chấm. Trương Tiểu Phàm chợt đỏ mặt. Theo như lời lục vĩ yêu hồ vừa mới nói. Thì ra hắn thân mang trọng bệnh sắp chết. Tam vĩ yêu hồ sắc mặt thê lương. Thấp giọng nói, đại ca. Phía bên trên trừ hai thiếu niên ngoại nhân đang cùng tiến xuống. Còn có thêm hai người của phần hương cốc. Trong thoáng chốc, thân hình lục vĩ bạch hồ hơi rung động. Quay đầu về phía tam vĩ yêu hồ hỏi, là lão thượng quan à? Phẩy chấm, phẩy chấm. Tam vĩ yêu hồ chậm chậm lắc đầu. Nói, không phải. Chỉ là hai môn đệ trẻ tuổi. Nhưng đạo hạnh rất cao. muội muội không phải là đối thủ của chúng. Phẩy chấm, phẩy chấm. Lục vĩ bạch hồ hơi ngạc nhiên. Rồi nhẹ nhẹ thở dài. Nói, ôi, Muội bất quá chỉ được 300 năm đạo hạnh, cho là có thêm huyền hỏa giám thì làm sao mà đủ khả năng chống lại những đệ tử xuất sắc của danh môn đại phái người ta được. Đừng buồn, đừng buồn, trên gương mặt cực kỳ nhu mì của Tam Vĩ Yêu Hồ, lăn xuống hai dòng lệ. Nhưng mà đại ca, như hôm nay trong động không có đường thoát, phía trên lại bị phong trụ bởi bốn người bọn họ, hiện chỉ nhờ vào đại hắc diệt một đang gắng gượng cầm cự nhưng muội xem bọn họ pháp bảo lợi hai chỉ e không chưa tàn một cây nhang họ đã công xuống đến đây rồi chúng ta chúng ta làm sao bây giờ lục vĩ bạch hồ nhìn nàng cố nhấc chân trái lên dường như muốn nắm lấy nàng nhưng đưa lên được nửa chừng lại rớt trở xuống thở dốc một lúc rồi nói muội không thấy đó sao cho là họ không xuống đây ta cũng chẳng làm gì được nữa phải chấm phải chấm Giọt nước mắt của tam vĩ yêu hồ rơi khẽ trên bộ lông trắng muốt như tuyết. Lại nghe thanh âm của bạch hồ. Đã trở lại bình thường, ba trăm năm nay. Ta trốn đông chạy tây. Ngày đêm chui nhủi sống trong tăm tối. Vừa sợ người của phần hương cốc đuổi giết. Vừa khổ sợ chịu đựng hàn độc của cửu hàn ngưng băng thích. Đến được ngày hôm nay. Cuối cùng chạy vẫn không thoát. Phẩy chấm phẩy chấm. Tam vĩ yêu hồ giọng thê lương nói, đại ca người lại nói lời biệt ly rồi. Muội sẽ đưa huynh thoát ra. Chúng ta còn có huyền hỏa giám. Hơn nữa với đạo hạnh của huynh. Nhất định có thể. Phẩy chấm phẩy chấm. Bạch Hồ chầm chậm lắc đầu. trầm giọng nói, hầu như toàn bộ đạo hạnh ngàn năm căn cơ của ta. Trong 300 năm nay bị băng độc của cửu hàn ngưng băng thích cứ từng chút từng chút tàn hại. Cho đến hôm nay ta toàn thân đã lạnh băng. Khí lạnh thấm đến xương tủy tự biết là không xong rồi tam vĩ yêu hồ thân thể lại rung lên không nói nên lời bạch hồ ngẩn đầu lên lòng hơi do dự một lúc rồi nói ta không thoát được đã đành nhưng muội bất tất phải uổng tử hơn nữa bên muội còn có huyền hỏa giám chờ lúc họ xông xuống muội cưỡi hỏa long đột ngột vọt lên bọn họ phía dưới chắc chắn sẽ bị bất ngờ chắc sẽ không ngăn cản được muội muội phẩy chấm phẩy chấm bạch hồ đột nhiên dừng lại tam vĩ yêu hồ trước mặt hắn từ từ đứng dậy đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật hai đầu có hai chùm tua lụa màu hồng chính là pháp bảo huyền hòa giám giữa vùng dung nham nóng đỏ hừng hực đó huyền hòa giám bị chiếu sáng đến mức phát quang còn cái vật tổ rực lửa bên trong nó dường như bị thiêu đốt đến mức ánh lửa như muốn trào ra ngoài trương tiểu phàm ngước nhìn tam vĩ yêu hồ người con gái áo trắng nhu mì đứng đó. Lúc này nàng đang đăm đăm nhìn vào huyền hỏa giám. Chợt! Một giọt nước mắt lặng lẽ rớt trên huyền hỏa giám. Rồi hóa thành một làn khói trắng nhẹ nhẹ bay lên. Xưa nay! Hồ ly cũng có nước mắt sao? Xưa nay! Loài yêu nghiệt cũng có tình cảm sao? Trương tiểu phàm chân mình đứng đó. Bất động! Ba trăm năm rồi! Đại cai! Nàng khe khẽ nói. Giọng vô cùng sầu thảm đã tròn 300 năm kể từ ngày muội tu đạo sơ thành và gặp huynh ở hồ Kỳ Sơn. Rồi từ đó muội đã theo huynh, chân trời góc biển, nơi nơi mù mịt, từ đó mà chịu cảnh tối tăm u ám không ánh mặt trời. Từ đó mà ngày đêm lo sợ, bị người ta đuổi giết. Nhưng mà, đại ca, muội không hề hối tiếc. Phẩy chấm phải chấm. Trương Tiểu Phàm vài bước đến gần, đứng sau lưng hai người họ. Tận đáy lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm mơ hồ. Tiểu Phàm nghe đến ba chữ Hồ Kỳ Sơn, trong lòng lay động, cảm nhận như đa phần quen thuộc lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra được rõ ràng. Người con gái áo trắng đó, giờ đây trong mắt chỉ còn ngấn lệ long lanh. Vậy mà hôm nay, vì vì lẽ gì đại ca bảo muội chạy trốn một mình? Bạch Hồ cúi đầu xuống. Trương Tiểu Phàm chú ý thấy thân hình nó chậm chậm rung lên không biết do hàn lạnh hay do kích động. Phẩy chấm phẩy chấm. Đại ca. Người con gái nhu mì đó đột nhiên kêu lớn lên một tiếng. Âm thanh thê lương dữ dội. Bạch Hồ lập tức ngẩng đầu lên. Trương Tiểu Phàm nghe âm thanh của nàng cũng kinh sợ. Quay đầu nhìn qua. Thanh huyền hòa giám hình dạng kỳ dị đó. Được nàng nhẹ nhàng buông xuống cắm vào nơi thân hình ôn nhu của nàng nơi trước ngực và khe khẽ rung động. Phát ra ánh hào quang ảm đạm. Bạch Hồ toàn thân rúng động. Không biết khí lực từ đâu ra. Nửa thân trước. Chợt vùng lên. Hét, không. Phẩy chấm, phẩy chấm. Phịch. Một âm thanh khô khốc vang lên. Như dáng mạnh vào lòng trương tiểu phàm. Y đứng sau lưng nàng. Qua tấm lưng mềm mại của nàng. Thấy ánh lên lên ánh sáng hồng của huyền hỏa giám. Từng tia từng tia. Hợp lại thành một luồng sáng đỏ rực xuyên qua tấm thân mềm mại của nàng không gian xung quanh, âm thanh xung quanh, bỗng chốc hóa xa xôi. Tất cả những sát ý, những chất chứa trong lòng tiểu phàm từ từ tan biến. Trước mắt chàng thiếu niên, giờ chỉ còn đầy máu thẫm, từ tám thân mềm mại mỹ lệ của người con gái chảy ra. Rơi xuống mặt đất, tạo thành những bông hoa máu đỏ tươi, thấm vào lòng đất, đất nhuộm máu đào, mãi sẽ không phai. Nàng vô lực ngã xuống phía trước bạch hồ miệng bạch hồ kêu lớn một tiếng khản đục thê lương không rõ rồi toàn thân nó rung động cố gắng trườn về phía trước không xa nơi đó là tấm thân yếu ớt của tam vĩ yêu hồ nhưng thân thể nó hư nhược gắng sức rất lâu mà chỉ lê tới trước được nửa đoạn đường trương tiểu phàm bỗng nhiên xúc động đầu óc trống rỗng trong nhất thời như quên hết mọi chuyện tiểu phàm cẩn thận mang thi thể bị thương nặng của nàng đưa tới trước mặt của bạch hồ rồi im lặng lui một bước đứng trước hai người họ cùng lúc đó ở phía xa nơi con đường truyền đến một tràng tiếng hú gọi tiếp theo là một tiếng động cực lớn rồi một vật rơi phịch xuống đường trông khô quắt đen đủi nhưng trương tiểu phàm nhận ra đó là một phần của cái xúc khổng lồ vừa mới vây hãm hắn tiểu phàm run run quay đầu lại chú thị nhìn hai yêu hồ trước mặt bạch hồ giờ ghi chặt thân hình mềm mại của nàng vào lòng toàn thân run lên dữ dội bộ lông đẹp đẽ của nó lúc này đột nhiên héo rũ xuống trông thấy rõ muội nó gào lên nghẹn ngào dường như chỉ với một tiếng đó cõi lòng nó đã hoàn toàn tan nát người con gái nhu mì đó loài yêu nghiệt vẫn bị gọi là tam vĩ yêu hồ đó gương mặt giờ đây trắng bạch không một chút huyết sắc nhưng vẫn ngời lên nét ôn hòa tựa hồ như cái chết và nỗi đau đớn xé nát lồng ngực vẫn không thể khống chế được nàng, cho đến lúc này. Nàng vẫn còn âu yếm nhìn Bạch Hồ. Đại ca, giờ huynh không còn bảo muội chạy được nữa rồi. Phẩy chấm, phẩy chấm. Bạch Hồ cổ họng nghẹn ngào không thành tiếng. Nàng nhấc tay lên, như muốn vuốt ve y. Nhưng đến nữa chừng lại rớt xuống. Máu nàng nhuộm đỏ ngực Bạch Hồ. Tiếng. Nàng chậm chậm. Từ từ nhỏ đi đại ca, muội với huynh, ở, cùng một nơi. Nàng nhắm mắt lại, và không mở ra nữa. Cả thế gian như chìm vào tĩnh lặng. Chú thích. Một, đại hắc điệt, con đỉa đen lớn. Phẩy chấm phẩy chấm. Huyền hòa giám trên ngực của tam vĩ hồ ly dần dần hạ xuống. Ánh sáng lịm dần rồi biến mất. Trương tiểu phàm thốt nhiên kinh ngạc. Con rồng lửa cuồn cuộn hung mãnh bên dưới không biết từ lúc nào đã tan biến không biết đã bao lâu. Hắn vẫn đứng tại chỗ. Hoang mang. Ngàn vạn ý nghĩ quay tròn trong óc. Thế nhưng rút cục chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Lục vĩ bạch hồ trầm mặc hồi lâu mới từ từ ngẩng đầu nhìn trương tiểu phàm, chàng thiếu niên. Tới đây. Phẩy chấm phẩy chấm. Trương tiểu phàm chậm chạp bước tới. Từ thông đạo phía sau lưng hắn. Tiếng kêu gọi của bọn bích giao vẳng lại ngày một lớn hơn lục vĩ bạch hồ vẫn ôm chặt vào mình thân thể đã trở nên vô tri giác của đồng bạn không ai biết được nó nghĩ gì chỉ thấy nó lại trở về thần thái bình tĩnh thậm chí ngay cả khi những âm thanh phía xa liên tục vọng đến mỗi lúc một gần sắc diện nó vẫn lặng yên như mặt nước ngươi có thể giúp ta một việc được không trương tiểu phàm đắn đo một lát đoạn nói việc gì bạch hồ liếc nhìn tam vĩ yêu hồ ở trong lòng trầm giọng ngươi làm ơn ném hai chúng ta xuống dòng dung nham đó. Ta muốn chúng ta được cùng ra đi với nhau. Phẩy chấm, phẩy chấm. Trương Tiểu Phàm chấn động mãnh liệt. Lùi lại một bước. Bạch Hồ chỉ nhìn hắn. Chẳng nói một lời nào. Trương Tiểu Phàm mở miệng. Định nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời. Chỉ duy có nơi khóe mắt. Như bị khói hun lửa đốt. Bỗng trở nên nhạt nhòa. Hắn nặng nề gật đầu. Bạch Hồ khẽ mỉm cười. Ôm chặt xác bạn vào lòng. Một bước. Hai bước. Trương Tiểu Phàm ôm lấy hai con hồ ly. Chậm chậm tiến tới rìa đá. Hơi nóng hầm hập dưới chân hắn cuộn lên gầm gào. Cuối cùng. Hắn cũng đi tới tận sát mép vực. Đứng lặng một hồi trước ranh giới sinh tử ấy. Sắc diện của Bạch Hồ bỗng thể hiện một thoáng quan hoài. Nó ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên. Không một ai thấy được thần sắc của Trương Tiểu Phàm lúc này đột nhiên. Bạch Hồ mỉm cười. Bao nhiêu ân oán cửu thù dường như phút chốc đã tan biết. Nhìn Trương Tiểu Phàm như một bậc trưởng bối nhìn ngắm kẻ hậu sinh trẻ tuổi, chàng thiếu niên. Sao còn do dữ? Trương Tiểu Phàm không trả lời. Bạch Hồ nhẹ nhẹ với lấy huyền hòa giám nơi ngực tam vĩ hồ ly. Bằng chút sức lực cuối cùng. Vén ống tay áo bên phải của Trương Tiểu Phàm Vòng hai mối dây lụa đỏ. Buộc chặt quanh cánh tay của hắn đây là thần vật vô thượng mà hồ tộc chúng ta đã phải đánh đổi bằng biết bao sinh mạng mới có được nay tặng ngươi làm kỷ niệm bạch hồ cười khẽ cùng lúc thân thể rung lên bần bật một lần nữa một vệt máu tươi dỉ ra nơi khóe miệng có điều ngươi chớ bao giờ để người khác nhìn thấy thanh âm của nó yếu dần rồi tắt lịm trương tiểu phàm mím chặt môi hít một hơi thật sâu chầm chậm dơ cao hai cánh tay từ xa chỉ nghe một tiếng ầm ì cực lớn. Bích Giao cùng với Thạch Đầu. Theo sau là Lý Tuân và Yến Hồng. Hai môn đệ của phần hương cốc. Theo lối vào. Như điện chớp đã xuất hiện trên gành đá. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm nâng xác hai con hồ ly. Tung xuống dòng dung nham rừng rực. Trương Tiểu Phàm đứng lặng trên mỏm đá. Bất giác cảm thấy hoảng hốt. Run run ngước nhìn thân hình hai con hồ ly bay tung trên không trung. Không biết gió từ đâu thổi đến phất tung vạt áo hắn. Trong ánh sáng mênh mông bập bùng, chỉ thấy người con gái nhu mị ấy, bỗng như thoát khỏi lớp áo xiêm trần thế. Hiển lộ chân thân là một con hồ ly ba đuôi vô cùng mỹ lệ. Hai con hồ ly đẹp đẽ ấy, tuy đã mất đi sinh mệnh của mình nhưng vẫn quấn quýt lấy nhau. Vượt trên không trung, rơi thẳng xuống dòng dung nham bên dưới. Chỉ nghe một tiếng u trầm, hai sinh linh ấy đã hòa vào biển lửa vĩnh viễn tiêu tan chẳng còn dấu vết tiểu phàm bích dao bỗng thấy lo lắng tiến lên phía trước gọi to phẩy chấm phẩy chấm nhưng chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy lúc này chẳng nghe thấy gì nữa chỉ ngây người đứng đó bất động lặng im sao 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 rời hòa long động trở qua hắc thạch động tối om cuối cùng cả bọn cũng đã trở lên mặt đất lúc này trời đã về sáng mọi người ai nấy đều thở dài thườn thượt kể cả Lý Tuân và Yến Hồng. Coi sắc diện của hai người này cũng có phần mỏi mệt. Có thể thấy rằng, tối qua cả bọn bốn người này liên thủ tuy đánh bại được Đại Hắc Điệt, một, nhưng quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng. Chỉ duy có Trương Tiểu Phàm, chẳng biết vì sao vẫn giữ vẻ trầm mặc. Bích Giao đi bên không ngớt dịu dàng hỏi han nhưng hắn cũng chỉ một mực lắc đầu. Thấy vậy, Lý Tuân vội chạy tới bên Trương Tiểu Phàm. Vui vẻ nói, Trương sư đệ mới qua được đại nạn, thoát khỏi Tử Linh Nguyên, việc này quả là đáng phải chúc mừng. Phẩy chấm, phẩy chấm. Trương tiểu phàm miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu đáp lễ, "Đa lạ Lý sư huynh." Phẩy chấm, phẩy chấm. Giờ thì cả Yến Hồng cũng chạy lại. Vẻ mặt thoải mái chẳng kém Lý Tuân, cười nói, "Trương sư huynh, huynh thật là có phúc lớn lắm đó, gặp đại nạn như vậy mà không chết." chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều may mắn nói tới đó nàng chợt nhoẻn cười nhớ khi đó ở dưới tử linh uyên bọn muội không sao tìm thấy huynh mấy vị đồng môn của huynh đều lo lắng vô cùng đặc biệt là vị lục sư tỷ đó trương tiểu phàm tâm hồn rúng động quay đầu lại nhìn yến hồng chỉ thấy nàng ta tủm tỉm cười liếc nhìn lý tuân ở bên cạnh lý tuân cảm giác thấy yến hồng đang nhìn mình bất đắc dĩ phải nở một nụ cười nhưng sâu trong mắt thoáng ẩn hiện một tia sáng lóe lên chậm rãi nói đúng vậy liệt vị đồng môn thật sự rất lo lắng cho sư đệ đệ hãy mau chóng quay về báo cho họ biết để họ an tâm phẩy chấm phẩy chấm trương tiểu phàm trong tâm cảm thấy xúc động hơi cúi mình nói đa tạ nhị vị phẩy chấm phẩy chấm yến hồng mỉm cười đáp lễ ánh mắt vô tình dừng lại ở cô gái áo xanh đứng bên trương tiểu phàm chỉ thấy nàng dung mạo rất xinh đẹp nhưng nhất thời nét mặt có vẻ phiền muộn yến hồng vốn rất tinh ý lập tức hiểu ra không cưỡng được phải nhìn vào cặp mắt của bích giao hướng tới trương tiểu phàm hỏi trương sư huynh chẳng hay hai vị này là trương tiểu phàm quay nhìn thạch đầu giới thiệu ồ vị này là thạch đầu cũng dòng chính đạo tu chân là đệ tử của đại lực tôn giả ở kim cương môn thạch đại ca hai vị đây là đệ tử phần hương cốc lý tuân sư huynh và yến hồng sư tỷ phẩy chấm phẩy chấm thạch đầu nghe vậy lập tức cảm thấy kính nể người tu đạo trên thiên hạ đều biết phần hương cốc danh tiếng lẫy lừng quyết chẳng hề thua kém thanh vân môn bèn thi lễ nhị vị quả thật hân hạnh phẩy chấm phẩy chấm lý tuân và yến hồng vội kho mình đáp lễ yến hồng mỉm cười nói thạch đại ca đạo hạnh quả rất cao thâm phẩy chấm phẩy chấm thạch đầu đỏ mặt nhưng hắn vốn là người ngay thẳng không tránh khỏi đắc ý lộ ra mặt cười nói cô nương đã quá khen phẩy chấm phẩy chấm nụ cười của yến hồng đã chuyển qua bích giao đang đứng cạnh tiểu phàm còn vị cô nương này là ai trương tiểu phàm ngây người chẳng biết trả lời thế nào cạnh hắn mục quang của bích giao dần trở nên lạnh lẽo thạch đầu thấy hai người không nói gì vội giới thiệu đây là bích giao cô nương bằng hữu của trương huynh đệ tu hành cũng rất cao thâm Phẩy chấm phải chấm lý tuân liếc nhìn bích giao thấy nàng dường như không có ý định chào hỏi cũng không thèm để ý nhưng yến hồng tựa hồ như đối với bích giao có một sự quan tâm đặc biệt tươi cười nói a à, thì ra là bích giao cô nương chẳng hay cô nương là môn hạ của phái nào Bích Giao liếc nhìn tiểu phàm. Thấy hắn vẫn trầm mặc không lên tiếng. Thì cười lạnh một tiếng, tôi chẳng có sư môn gì hết. Trời sinh đã cô độc một mình. Chỉ vì ngẫu nhiên nên mới giúp người một lần. Không ngờ lại bị người ta khinh ghét. Phải chấm, phải chấm. Trương Tiểu Phàm nghe mấy câu ấy. Lông mày nhíu lại. Yến Hồng thì mỉm cười thích thú nhìn bích dao. Đúng lúc ấy thì Lý Tuân bỗng ho một tiếng. Cất giọng nói, Trương Sư Đệ ta có một việc muốn thỉnh giáo sư đệ. Phẩy chấm phẩy chấm. Trương Tiểu Phàm nào dám từ chối? Vội trả lời, Lý Sư Huynh. Có gì xin cứ dạy. Phẩy chấm phẩy chấm. Lý Tuân nhìn hắn. Chậm rãi nói, Trương Sư Đệ là người đầu tiên thâm nhập hỏa long động. Không biết trong động ấy. Hoặc giả là trên mình yêu hồ. Có trông thấy một pháp bảo có dạng một chiếc vòng nhỏ. Ở giữa có biểu tượng ngọn lửa. Hai bên có dây lụa đỏ không? Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thoát, chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe thạch đầu kêu lớn, có đấy. Có đấy, đêm hôm qua khi bọn tôi giao đấu với Tam Vĩ yêu hồ, có trông thấy nó sử dụng pháp bảo đó. Phẩy chấm phẩy chấm. Lý Tuân và Yến Hồng Tức thì sắc mặt tỏ vẻ vui mừng. Nhưng Yến Hồng Tâm tư tinh tế hơn, ngay lập tức nhớ lại, quay qua Lý Tuân hỏi, vậy sao hôm qua khi chúng ta xuống đó tam vĩ yêu hồ lại không sử dụng huyền hòa giám. Lý Tuân điềm tĩnh nói, nó có sử dụng huyền hòa giám triệu tập hòa long. Chúng ta đã kháng cự lại đó thôi. Huyền hòa giám chắc chắn phải ở trên người nó. Phẩy chấm phẩy chấm. Yến Hồng trầm ngâm gật đầu. Lý Tuân quay qua Trương Tiểu Phạm hỏi, Trương Sư Đệ. Huyền hòa giám vốn là bảo vật quan trọng của môn phái chúng tôi. Quan hệ rất lớn. Không biết đệ có vô tình nhìn thấy nó không? Mọi người đều nhìn chăm chăm vào Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm hít một hơi dài. Im lặng trong thoáng chốc rồi mới trả lời, không có thấy. Phẩy chấm phẩy chấm. Lý Tuân cau mày. Người hơi run lên. Yến Hồng nhìn dán vào Trương Tiểu Phàm. Trầm ngâm nói, không thể nào. Trương Sư Huynh khi đó đã giao đấu với cả Tam Vĩ Yêu Hồ và Lục Vĩ Yêu Hồ. Không lẽ không thấy chúng sử dụng huyền hòa giám? Trương Tiểu Phàm lại lặng đi một lúc, khi tại hạ vào tới hỏa long động tìm thấy lục vĩ bạch hồ phát hiện ra nó bản thân đã mang thương thế trầm trọng hơi thở rất gấp gáp sau đó thì tam vĩ yêu hồ cũng chạy vào khả năng là do bị bốn vị bên ngoài đánh đuổi nguyên khí cũng bị tổn thương rất nặng tại hạ chẳng tốn chút khí lực nào cũng đã hạ được chúng rồi phẩy chấm phẩy chấm thần sắc của yến hồng và lý tuân lập tức chuyển sang vô cùng thất vọng yến hồng quay nhìn lý tuân lý tuân bèn nói trước khi rời khỏi hỏa long động tại hạ đã cẩn thận tìm kiếm kỹ càng khắp xung quanh tuyệt không thấy tung tích gì của huyền hỏa giám chỉ e là lúc đó nó đã bị vứt xuống dung nham cùng với hai con hồ ly cháy thành cho bụi mất rồi Phẩy chấm phẩy chấm yến hồng thở dài thôi vậy lý sư huynh bất tất phải lo nghĩ về mấy con yêu nghiệt ấy nữa làm gì dù sao chúng ta cũng đã trừ diệt được yêu hồ đối với sư môn cũng là có chút bù đắp rồi phẩy chấm phẩy chấm lý tuân khẽ gật đầu quay qua bọn trương tiểu phàm ba người chắp tay nói chuyện đã vậy tại hạ cùng sư muội đành phải về phần hương cốc bẩm báo sư môn xin phép được đi trước một bước phẩy chấm phẩy chấm trương tiểu phàm cùng thạch đầu đồng thanh nói xin hai vị cứ tùy tiện phẩy chấm phẩy chấm chỉ có bích dao vẫn giữ sắc mặt trầm lạnh. Đứng nguyên một bên, chẳng thèm động đậy. Lý Tuân gật đầu, nói với Yến Hồng, sư muội. Chúng ta đi thôi. Phải chấm, phải chấm. Yến Hồng mỉm cười gật đầu. Nhưng bỗng đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay qua Trương Tiểu phàm nói, Trương Sư Huynh. Gần đây ma giáo có vẻ lại sắp trỗi dậy. Thanh Vân Môn đang kêu gọi nhân sĩ chính đạo khắp nơi tới Lưu Ba Sơn ở Đông Hải tụ họp. Nghe nói lệnh sư và mọi người đều đã tới đó. Huynh có định tới tham dự không? Trương Tiểu Phàm giật mình. Sắc mặt tức thì tỏ rõ vẻ hoan hỉ, thật vậy sao? Mọi người đều đã đến Lưu Ba Sơn cả rồi. Vậy thì tại hạ cũng phải cấp tốc tới đó ngay. Phẩy chấm, phẩy chấm. Yến Hồng mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Muội theo lý sư huynh về sư môn báo cáo. Không chừng cũng sẽ phải qua đó. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại huynh phẩy chấm phẩy chấm. Nói đoạn, nàng cùng Lý Tuân quay gót bước đi. Được vài bước, đột nhiên nàng dừng lại, quay mình cười với Bích Dao, "Bích Dao cô nương, quả chuông vàng nơi thắt lưng của cô đó, quả thật đẹp lắm." phẩy chấm phẩy chấm. Bích Dao mặt liền biến sắc. Quả chuông vàng ấy là vật nàng tìm thấy khi cùng với Tiểu Phàm bị kẹt dưới Tử Linh Uyên. Tích Huyết Động, là pháp bảo của Kim Linh phu nhân ở Ma giáo có tên là hợp hoan ma linh giờ đây bất thần bị yến hồng hỏi tới nàng không khỏi e ngại bị nữ đệ tử ôn nhu của phần hương cốc đó nhìn rõ thân phận của mình nhưng yến hồng cũng chỉ buột miệng nói vậy chứ không có ẩn ý gì cười với bích giao một cái rồi rời đi cùng lý tuân bích giao nhíu mày vừa kinh ngạc vừa băn khoăn đột nhiên có linh cảm bèn quay qua bên cạnh chỉ thấy trương tiểu phàm cũng đang nhìn mình còn lại ba người họ nhanh chóng rời khỏi hắc thạch động ra tới phiến thụ lâm khi qua đoạn cái giếng cổ mãn nguyệt bích giao chợt nhớ lại chuyện tam vĩ yêu hồ năm lần bảy lượt truy vấn tiểu phàm đến cùng xem rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì dưới ấy liền quay qua hỏi hắn nhưng trương tiểu phàm trước sau như một không trả lời mà chỉ lắc đầu quầy quậy bích giao trong lòng bực tức chẳng thèm hỏi nữa nhưng thực sự lại thập phần hiếu kỳ bèn một mình chạy lên phía trước nàng nghiêng đầu nhìn vào trong giếng cổ chỉ thấy lòng giếng thâm u mặt nước lóng lánh như gương phản chiếu dung nhan nàng thập phần mỹ lệ chẳng có gì kỳ lạ lòng càng cảm thấy ấm ức họ rời khỏi khu rừng quay về tiểu trì trấn trưởng trấn cùng bách tính hương thân đều đang tụ tập ở đó sắc mặt lo lắng nhác thấy mấy người bèn ủa đến vây quanh tới khi nghe thạch đầu tuyên bố yêu nghiệt đã bị diệt trừ. Từ dày về sau mọi người có thể an tâm mà sống thì tất thảy đều hoan hô ầm ĩ. Ai nấy đều vui mừng. Trương Tiểu Phàm đứng lặng đi ở đó. Ngắm nhìn đám người đang vui sướng hạnh phúc. Trong lòng bỗng nhiên thấy băn khoăn. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh cặp hồ ly khi ấy. Lúc ấy, khi Lý Tuân hỏi hắn về huyền hỏa giám. Đương nhiên hắn biết là bọn họ muốn tìm vật đang buộc trên cánh tay mình nhưng trong lòng không hiểu sao lại lập tức nhớ tới lời căn dặn của bạch hồ thực tình hắn chỉ mới gặp lục vĩ ma hồ một lần duy nhất chẳng thể nào coi đó là có mối giao tình nhưng lại là người chứng kiến cảnh tam vĩ yêu hồ quyết tâm tự tận rồi cảnh lục vĩ ma hồ ôm đồng bạn của mình để cùng rớt xuống dòng dung nham hừng hực cái quang cảnh kinh tâm động phách ấy giờ vẫn hiện hiện như đang xảy ra trước mắt trong thâm tâm hắn vô tình đã có phần đồng cảm với yêu hồ không hiểu sao khi ấy đã chọn che giấu sự thật mà lừa dối bọn lý tuân thạch đầu khó khăn lắm mới thoát khỏi được đám đông vui sướng ấy nheo mắt nhìn hai người đồng bạn đầy ẩn ý tiểu phàm và bích giao vội quay ra sau chỉ thấy đám hương thân phụ lão vẫn chưa hết vui mừng tươi cười hớn hở kéo đến bao vây hai người vào giữa thạch đầu hướng về phía mọi người nói to chư vị xin hãy nghe tại hạ nói một lời. Vốn là tại hạ thực tình cần phải tiếp tục con đường tu hành. Ngày hôm nay xin được chia tay ở đây. Còn chuyện gom góp ngân lượng để tạ ơn. Tại hạ cũng như hai vị đồng bạn đây đều coi tiền bạc là vật ngoại thân. Chẳng có giá trị gì. Xin các vị hãy thu lại cho. Phẩy chấm phẩy chấm. Nói rồi. Hắn nhanh chóng chạy lại bên trương tiểu phàm. Kéo tay nói nhỏ, chuồn mau đám hương thân chỉ thấy ba người hô lên một tiếng. Hóa thành ba đạo ánh sáng. Thoát đã không thấy thân ảnh đâu nữa. Thì tiếc nhớ mãi không thôi. Đám đông súng lại bàn bạc gì đó. Hồi lâu mới từ từ giải tán. Mọi người đã chia tay về nhà nấy cả. Trên phố bỗng xuất hiện một lão già và một bé gái. Nhìn mãi theo hướng ba người vừa bay đi. Coi kỹ lại thì ra chính là lão thầy bói chu nhất tiên và cô cháu gái tiểu hoàn. Chu Nhất Tiên cẩn thận quan sát xung quanh. Thấy không có ai. Mới hạ giọng nói nhỏ với tiểu hoàn. Thật không thể ngờ là tam vĩ yêu hồ lại nắm giữ huyền hỏa giám. Không biết là có được do may mắn hay ai đó chuyển cho. Phẩy chấm phẩy chấm. Tiểu hoàn tay cầm một bình kẹo hồ lô bọc đường mới mua hết một quan tiền. Thưởng thức một cách khoái trá. Miệng lúng búng nói. Nếu pháp bảo đó có uy lực đúng như lời ông nói, làm sao tam vĩ yêu hồ lại để thua mấy người đó con ngờ rằng huyền hòa giám đó rút cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi phải chấm phải chấm chu nhất tiên nhíu mày không nghi ngờ gì nữa đó quả đúng là thần vật có từ thời thượng cổ huyền hòa giám có điều là tam vĩ yêu hồ đó đạo hạnh không đủ không thể thi triển toàn bộ uy lực của huyền hòa giám hơn nữa đêm qua lại mọc ở đâu ra thêm hai tên đệ tử phần hương cốc rất ư lợi hại. Chỉ có thể trách số cô ta vốn không thoát khỏi được kiếp nạn ấy mà thôi. Phẩy chấm, phẩy chấm. Tiểu hoàn liếc nhìn ông nó, ông nói thử xem. Rốt cuộc thì huyền hòa giám đã rơi vào tay ai? Chu nhất tiên nhún vai chán nản. Ta đoán đến chín phần là hai đệ tử phần hương cốc đó đã thu hồi lại pháp bảo của sư môn rồi. Thế là hết. Ghét thật. Ta vốn định mượn gió bẻ măng tranh thủ kiếm lấy vài báu vật chẳng dè phu tiểu hoàn nhổ cục nhân kẹo hồ lô bọc đường bắn phụt ra đoạn nói ra ra vậy chúng ta đi đâu bây giờ đây chu nhất tiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói ta mới nghe nói những nhân vật trong hai chi phái lớn của ma giáo đều đang lũ lượt kéo tới đông hải chẳng rõ là vì lý do gì vừa rồi lại thấy ba người đó cũng khu ngự pháp bảo về phương đông chi bằng chúng ta cũng theo họ xem sao nhé phẩy chấm phẩy chấm. Tiểu hoàn cười thích thú nói, vậy chúng ta mau đi thôi. Mà với ông cháu ta thì chẳng phải đi hướng nào cũng vậy cả. Thôi sao, sao sao sao. Sau khi đám trương tiểu phàm đi rồi, tiểu trì chấn khôi phục lại nhịp sống thường nhật. Hắc thạch động từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện yêu quái hại người nữa. Chỉ có điều kỳ lạ là sau đó ít lâu. Trong khu rừng ngoài hắc thạch động, không biết vì sao xuất hiện rất nhiều dã thú có nhiều con hình thù kỳ dị. Dân trong trấn chưa từng thấy bao giờ. Từ đó về sau, một số người từng vô ý lạc bước vào rừng. Mười người đến chín là không thấy quay trở ra. Nhưng cũng may là đám dã thú trong rừng cũng tuyệt không xuất hiện bên ngoài khu rừng ấy. Dân trong tiểu trì trấn từ khi khám phá ra mấy chuyện này thì không ai dám bén mảng vào khu rừng đó nữa. Năm tháng qua dần, vùng ấy ngày càng trở nên hoang vắng. Rất ít người cư ngụ không ai còn nhớ rằng ngày xưa tại khu rừng ấy đã từng xảy ra những chuyện yêu ma quỷ dị cư dân tiểu trì trấn sau khi bọn trương tiểu phàm đã bay đi rồi vô cùng cảm kích công ơn ngày sau bèn lập một tòa từ đường để tưởng nhớ các vị tiên nhân ở phía đông thị trấn là hướng mà bọn trương tiểu phàm đã rời đi trong chính điện có tạc tượng thờ ba vị thần tiên ở giữa là một vị tiên cao lớn hình dáng như kim cương Hai bên là một vị tiên nam và một tiên nữ. Nữ thì khá xinh đẹp, còn nam thì dung mạo thập phần cổ quái. Trên tay cầm một chiếc gậy hình dạng tựa tựa như cây thiêu hỏa côn, sao sao sao. Nhiều năm về sau, hậu thế chẳng còn ai biết tới chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng từ đường thờ ba vị tiên nhân ở tiểu trì trấn hương hòa vẫn vô cùng vượng thịnh. Tuy có nhiều giả thuyết, khảo cứu khác nhau, tự chung vẫn không ai lý giải nổi ý nghĩa đích thực của việc thờ cúng này chỉ kết luận bừa là dân tiểu trì chấn thờ thổ địa bồ tát thực là quá sai lầm chẳng biết có phải là do nhiều năm thu nhận hương hỏa mà tích thành linh khí hay không nhưng người dân quanh vùng mỗi khi có chuyện tìm đến tiên nhân từ đường để cúng bái cầu nguyện thì đều vô cùng linh nghiệm tiếng lành đồn xa trong vòng bán kính mười dặm cư dân cả tám làng xung quanh đều đổ đến đó để lễ bái người thì cầu xin tài lộc, kẻ lại cầu xin quan tước, phụ nữ thì cầu sinh được con trai, vô tình tất cả đều bái lại tượng thạch đầu, coi như thần phật. Không biết ba nhân vật chính của chúng ta mà biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Sao sao sao? Chú thích: một, thần ma chí dị, thiên yêu thú, đại hắc điệt, con đĩa lớn màu đen là loài dị thú thời thượng cổ, sống ở những nơi âm u dưới lòng đất thân thể to lớn, cao tới 10 trượng, có xúc tu dài nhiều trượng, ăn thịt, gần như chẳng từ thứ gì, không có xương, phẩy chấm phẩy chấm, rời tiểu trị trấn, tiểu phàm, bích dao, thạch đầu bay về hướng đông. Qua một quãng đường, cả ba dừng lại, thạch đầu quay hỏi Trương Tiểu Phàm, Trương Huynh Đệ. Đệ định đi đâu? Trương Tiểu Phàm ngần ngừ. Nói, các sư tỷ yến. Hồng trong phần hương động đều nói sư phụ muốn đế Lưu Ba Sơn ở Đông Hải nên đệ định đến đó trước. Còn Huynh, thạch đầu nghĩ một thôi rồi hùng hồn, thế thì Huynh cũng đi. Cho dù sư phụ gọi Huynh đền chỉ để ngao du thiên hạ. Tu thân đắc đạo, nhưng vừa hay nghe ma giáo lại đang định làm mưa làm gió nên Huynh lại càng phải đến giúp một tay. Hừ, bỗng một tiếng cười nhạt xen vào. Tiếng cười của bích dao. Nàng lạnh lùng, được rất có khí phách. Nhưng các người có xem lại mình là ai chưa? Ta e là các người không những không hàng yêu diệt quái được mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó thuần phục. Phẩy chấm, phẩy chấm. Thạch đầu nghe xong đờ người ra không biết phải đáp thế nào. Hắn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm thì thấy Tiểu Phàm cũng đang bối rối nhìn lại. Bích Giao lạnh lùng nói tiếp, các người cứ đợi đấy mà xem. Trương, Thạch hai người đều thập phần lúng túng. Nhưng Tiểu Phàm có đỡ hơn hắn đã từng có một thời gian sống cạnh Bích Giao nên ít nhiều có biết về tính cách con người nàng. Nên cũng không để tâm lắm. Nhưng thạch đầu thì có khác. Vốn là một nam nhân thẳng thắn bộc trực. Nay đột nhiên bị Bích Giao đốp cho mấy câu. Hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu. Nhưng lại không nỡ nổi khùng với cô gái thướt tha xinh đẹp trước mặt. Đành ôm nỗi ấm ức trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời dân phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi, bởi trên đời này khó hiểu nhất là đàn bà con gái nhất là các cô gái mỹ miều xinh đẹp lời sư phụ hôm nào giờ mới thấy nhất nhất ứng nghiệm sư phụ quả là anh minh sáng suốt tiểu phàm nhìn thạch đầu thấy hắn vẫn đang bần thần đứng đó không nói câu gì cảm thấy hơi ái ngại hắn đâu biết thực ra thạch đầu đang nghĩ đến những lời dạy của sư phụ đang ca ngợi sư phụ anh minh thông hiểu về thế giới đàn bà mà lại cho rằng thạch đầu đang bực tức vì những lời của bích giao mà thôi tiểu phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của bích giao bèn thở dài hỏi thế cô định đi đâu bích giao nhìn tiểu phàm hư một tiếng đáp ai khiến ngươi lo tiểu phàm nghe vậy lại càng ấp úng nói không ra lời nhưng trong lòng lại không lấy làm tức giận giờ đây nếu một mình đến lưu ba sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận bích giao nàng tức giận là chuyện đương nhiên đúng lúc này thạch đầu bước đến nhìn tiểu phàm với con mắt đồng tình rồi giơ tay vỗ vỗ vai tiểu phàm có vẻ rất thông cảm cả ngày hôm đó tiểu phàm và thạch đầu rốt cuộc vẫn không thể hỏi được bích giao định đi đâu từ lúc hai người bị bích giao đốp cho mấy câu thì không còn dám nói năng gì nữa cả ba cứ thế đi về hướng đông mà bích giao luôn đi trước hai người trên đường đi bích giao chẳng nói chẳng rằng khiến tiểu phàm Thạch đầu bối rối khôn tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ. Thấy bích dao lừa một cái thì lập tức hoặc là thấp giọng xuống. Hoặc là im bặt ngay. Cứ như vậy ba ngày liền. Ba người mới đến một thành lớn. Sương hợp thành. Họ đi vào thành. Thạch đầu và tiểu phàm hỏi thăm thì biết sương hợp là trấn thành tương đối lớn. Cách Đông Hải không xa. Từ đây đi về phía đông 400 dặm là đến bờ biển ba người đi trong thành thấy nhiều người ăn mặc giống người ở trung nguyên vốn dĩ những người đến đây phần lớn là thương nhân họ chỉ trọ lại vài ngày rồi đi nhưng lạ lùng là lúc này có rất nhiều tu sĩ đi lại trên đường phố nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như không cùng một môn phái không biết có phải họ cũng muốn đến đông hải lưu ba sơn hay không tiểu phàm thạch đầu định tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ qua đêm sáng sớm hôm sau sẽ đến lưu ba sơn hai người bàn bạc xong nhìn bích giao đang đứng bên cạnh cứ ngỡ bích giao đã nghe thấy hết nhưng không ngờ nàng dường như không để ý gì mà cứ đứng nhìn đoàn người đi lại trên phố thấy vậy tiểu phàm thở một hơi lấy dũng khí bước lên hỏi bích giao cô nương cô thấy thế có được không bích giao giật mình tiểu phàm thấy nàng hơi nhíu mày tần ngần không có vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ điều gì đó rồi hỏi lại cái gì hỏi xong không chờ trả lời. Nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa. Tiểu phàm nhìn theo. Chỉ thấy người người đi lại tấp nập. Trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái. Có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Giao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Giao trầm lắng một chút rồi quay đầu lại. Người vừa hỏi ta cái gì? Tiểu phàm nói với nàng việc tìm nhà trọ nghỉ qua đêm. Nhưng không thấy Bích Giao đáp lời. Lại thấp giọng hỏi tiếp. Sau đây cô nương định làm gì? cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ tôi được. Tôi thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái. Nếu thân phận của cô bị bại, lộ thì nguy hiểm vô cùng. Phải chấm, phải chấm. Bích Giao bĩu môi ngó tiểu phàm, người lo cho sự an nguy của ta hay sợ ta liên lụy đến người. Tiểu phàm ngẩn người. Đôi mắt trong như giọt nước đang nhìn hắn một cách nghi ngờ. Tiểu phàm lại càng bối rối bội phần. Bích Giao bật cười rồi quay người bước đi thạch đầu từ xa bước tới. Ngó bích dao rồi hỏi tiểu phàm, thế nào? Cô ta nói sao? Tiểu phàm chưa kịp đáp thì bích dao đã quay lại mỉm cười, chẳng phải các người đang muốn tìm nhà trọ sao? Sao còn không đi? Tiểu phàm và thạch đầu nhìn nhau. Trên mặt thạch đầu lộ rõ vẻ khâm phục như ngầm dựng ngón trỏ nói với tiểu phàm, trương đệ. Đệ thật xuất sắc. Chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta. Tiểu phàm lại không hiểu vì sao thạch đầu tán thưởng mình chỉ cười khổ rồi lặng lặng cùng thạch đầu theo sau bích giao. Có phải hắn đã xa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái của ma giáo hay không? Ý tiểu phàm và thạch đầu chỉ cần một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi. Không ngờ đi một lát thấy bích giao bước vào một khách sạn có tên, Hải Vân Lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất 15 lần. Tiểu phàm. Thạch đầu đang ngạc nhiên nhìn nhau thì đã thấy bích giao bước vào nên cũng phải bấm bụng bước theo. Tiểu phàm quay sang hỏi thạch đầu, thạch đại ca. Huynh còn bạc không? Đệ chỉ còn hai lượng. Nói đến đây. Tiểu phàm bỗng dừng lại nghĩ ngay đền bốn lượng bạc bị chu nhất tiên lừa mất. Thạch đầu không để ý đến nét mặt tiểu phàm. Lúng túng, ta chỉ có nhiều hơn đệ hai lượng. Rồi lại hạ giọng thấp hơn, nhìn cách bài trí ở đây. Có lẽ ít nhất cũng phải ba bốn mươi lượng một người mới đủ. Phải chấm, phải chấm lúc này Bích Giao đã bước đến quầy. Lão quán chủ mỉm cười cầu tài, cô nương. Phải chăng cô muốn thuê phòng? Bịch. Một sâu tiền văng xuống trước mặt lão quán chủ. Xem ra sâu bạc ít nhất cũng phải 180 lượng. Lão tròn mắt rồi lập tức càng xun xe hơn, cô nương yên tâm. Khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm. Cô nhất định sẽ thấy như đang ở nhà. Phẩy chấm, phẩy chấm. Bích Giao ngắt lời, ta muốn một phòng sang trọng sạch sẽ. Quán chủ gật đầu lia lịa, tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Phẩy chấm, phẩy chấm. Bích Giao nhìn về phía sau, tìm cho hai người kia một phòng. Quán chủ nhìn tiểu phàm và thạch đầu rồi quay đầu lại cười với Bích Giao. Hai vị này cũng ở phòng. Bích Giao, hư, một tiếng. Ngắt lời, cho họ ở phòng hạng bét là được rồi. Phẩy chấm, phẩy chấm. Lão quán chủ bối rối im bặt. Trương tiểu phàm thạch đầu đứng đó cũng im bặt cuối cùng lão quán chủ gọi người làm đến dặn phải tiếp đón bích giao như công chúa còn tiểu phàm thạch đầu lão ta cũng không dám để ở phòng rẻ tiền mà sắp xếp cho hai người một phòng hạng chung thạch đầu và tiểu phàm lại không hề để ý đến việc ở phòng loại gì bởi cả hai đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa nhưng qua lần này cả hai hiểu thêm một chút về tính cách của bích giao khách sạn chỉ ồn lên một chút khi ba người tới nơi sau khi ai vào phòng nấy lữ quán lại trở nên tĩnh lặng trên đường những dòng người vẫn đường nượp qua lại màn đêm dần buông lại có hai người một già một trẻ bước vào người già trên tay cầm một tay nải bằng vải trên đầu viết bốn chữ tiên nhân chỉ lộ người trẻ là một bé gái tay cầm một sâu mứt quả đang ăn rất ngon lành đích xác là chu nhất tiên và cháu gái tiểu hoàn của ông ta chu nhất tiên nhìn xung quanh tiểu hoàn cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò với tiểu nha đầu quen dãi nắng dầm sương cách bài trí ở đây thật quá sang trọng cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ ông có phải ông đã đi nhầm đường rồi không chu nhất tiên liền nói người nghĩ ông ngươi già quá nên không biết đâu với đâu rồi chứ gì tiểu hoàn hình mũi không phải vậy sao Chu Nhất Tiên bị cháu hỏi một hơi. Liền quắc mắt quát nhỏ, người cứ đợi đấy mà xem. Phẩy chấm, phẩy chấm. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn tứ phía. Thấy lão quán chủ đang đứng một góc gầy bàn tính. Ông ta liền kéo tiểu hoàn bước lại gần. Lão quán chủ cảm thấy có người đến liền ngừng đầu lên đón chào. Bỗng giật mình. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu Nhất Tiên mỉm cười hỏi, ông chủ vương còn nhớ ta không? ông chủ vương a à, một tiếng rồi từ đằng sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ càng ngạc nhiên hơn khi thấy tiểu hoàn đứng bên cạnh lão xá dài ra là lão thần tiên ngài đã đến rồi ôi đã hơn ba mươi năm không gặp tiểu nhân không lúc nào không nhớ đến ngài chu nhất tiên mỉm cười với vẻ rất tiêu sái rồi nhẹ phủi bụi trên người nói ta vốn không phải là phàm nhân mấy năm nay cưỡi mây đạp gió ngao du đó đây. Đến sơn tiên vấn an các tiên nhân. Tận hưởng tinh hoa của trời đất. Nào có thời gian đến với người. Phải chấm, phải chấm. Tiểu hoàn đứng bên cạnh sau khi nghe thấy những lời đó. Liền ngã lăn huyệt xuống đất. Chủ quán họ vương thì gật đầu lia lịa không chút nghi ngờ. Đáp. Phải. Phải. Lão thần tiên. Ngài đương nhiên là không giống những kẻ phàm trần rồi phẩy chấm phẩy chấm nói rồi lão rối rít mời chu nhất tiên và tiểu hoàn vào ngồi trong khu thượng phẩm tiếp lại quát gọi người dân trà ngon chu nhất tiên mỉm cười nhìn xung quanh xem ra mấy năm nay việc kinh doanh của ngài phát đạt không ít phẩy chấm phẩy chấm vương lão cung kính cúi đầu dạ toàn nhờ hồng phúc của ngài đấy ạ à. chu nhất tiên ho một tiếng nói lần này ta đi thăm một người bạn cũ ở đông hải nhưng khi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa nên mới đáo qua xem ngài bây giờ thế nào tối nay ta nghỉ ở đây vậy phải chấm phải chấm vương lão gật đầu liên hồi dạ tất nhiên rồi ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt tiểu nhân đấy ạ à. tiểu nhân còn đang định gọi người nhà ra ít kiến ngài phải chấm phải chấm chu nhất tiên ha hả cười rồi để tay vào trong lòng nói nghỉ một đêm bao nhiêu tiền vương lão lập tức xua tay xem ngài kìa tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được sao còn dám lấy tiền của ngài chu nhất tiên vẫn để tay trong lòng lắc đầu nói ôi ông chủ vương ta biết năm đó cũng có chỉ bảo ngài vài câu nhưng việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc chủ quán họ vương dường như hơi xúc động ngài xem nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm đó tiểu nhân đâu có ngày hôm nay Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng, nếu không phải ngài mách cho tiểu nhân việc trồng cây thần tài ở Đông Hải Long Động thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm. Hôm nay ngài đến đây tiểu nhân mà dám nhận tiền của ngài thì chẳng phải sẽ bị Thiên Lôi đánh chết hay sao? Chu Nhất Tiên cả cười, vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh. Phẩy chấm phẩy chấm. Vương chủ quán gật đầu mừng rỡ. Quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương lão đứng dậy đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàn không ngớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. Lầu cao ba tầng, có sáu góc, ở giữa là một sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm nên trên đá. Cỏ rêu mọc um tùm. Ở chính giữa tảng đá có một cây hoa bông đơn độc. Như sao 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 âm thân cây gầy guộc. Cành lá thì khô quắt chủ quán đưa họ đến một gian phòng tầng ba ngồi một lát rồi biết ý đứng lên xin cáo lui trước khi rời đi còn nói tối nay nhất định sẽ mời lão thần tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn lão thần tiên tỏ ý từ chối nói mình đã đắc đạo nhiều năm không ăn món phàm trần nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn nhiệt tình khiến lão thần tiên cuối cùng cũng phải đồng ý đợi chủ quán đi khỏi tiểu hoàn đóng kín cửa phòng trong phòng chỉ còn hai ông cháu chu nhất tiên cười hỏi tiểu hoàn thế nào tiểu hoàn đáp lại vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao chu nhất tiên cười với vẻ đắc ý sao lại như thế được chu nhất tiên ta là tiên nhân đắc đạo chuyện vặt ấy sao lại khiến ta bận tâm tiểu hoàn hư một tiếng nhăn mũi thôi đi ông ơi ông tưởng cháu không biết hay sao ông làm gì có đồng nào Chu nhất tiên giật mình, quỷ con. Người nói cái gì? Tiểu hoàn đáp, ông thường cất tiền ở ba chỗ. Một chỗ ở thắt lưng. Một chỗ ở ống giày. Còn chỗ kia là ở. Cô bé chỉ vào tay nải nhưng ông đừng tưởng cháu không biết. Bây giờ ý à. Một xu ông cũng không có. Chu nhất tiên hơi hoảng sợ. Mặt đỏ lên. Quát, đồ quỷ con. Cái gì người cũng biết. Tiểu hoàn nghịch ngợm ngó chu nhất tiên, ông à có phải ba mươi năm trước ông gạt lão ta cái gì phải không chu nhất tiên hơi cáu nói láo ta gạt hắn cái gì tiểu hoàn hư một tiếng rồi lại thủng thẳng thôi đi ông ơi long động đông hải là nơi bắt nguồn của biển lớn là nơi linh thiêng của trời đất chỉ ẩn hiện dưới biển sâu sao lại có thể ở nơi trần tục này được lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như lão vương chủ quán này thôi chu nhất tiên bối rối cười rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi. Tiểu hoàn nhíu mày hỏi, ông sao thế? Chu nhất tiên trầm mặc một lát. Khẽ nói, kỳ thực. Chuyện này có liên quan đến phụ thân người. Phải chấm, phải chấm. Tiểu hoàn vội hỏi, phụ thân cháu. Chẳng phải người mất đã hơn 10 năm nay rồi sao? Chu nhất tiên gật đầu, 30 năm trước. Khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu. Bây giờ ta đem cha cháu cùng đến xương hợp thành này cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số. Khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ vương này liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt. Chán rộng, khuôn mặt vuông nhưng không góc cạnh. Đôi mắt to nhưng mày không cong, người này cả đời bình an. Càng về sau càng phát đạt. Thế là ta, nói đến đây chu nhất tiên cười rồi tiếp, thế là ta lựa lúc mách ông ta hãy trồng một cây hoa bông trong long động đông hải, vận may nhất định sẽ tới. cho nên tiểu hoàn nghe xong liền tiếp lời, cho nên ông ta làm theo lời ông rồi quả nhiên phát tài, việc kinh doanh càng ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra. đúng không à? chu nhất tiên cười đắc ý, tiểu hoàn nhìn ông một lát rồi nói, nhưng cháu vẫn không hiểu. long động đông hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào? Chu Nhất Tiên cười, lại đây. Nói rồi kéo Tiểu Hoàn ra cửa sổ chỉ, chính là chỗ kia. Tiểu Hoàn ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết. Hỏi lại, chính là chỗ này ý à? Sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế? Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái, người đúng là. Cái cây trồng trên đá. Có thể tươi tốt được sao? Tiểu Hoàn nghe xong lặng thinh. Chu Nhất Tiên nhìn lên trời. Than xem ra tối nay mưa to mất. Phẩy chấm phẩy chấm. Màn đêm buông xuống. Mưa bắt đầu rơi. Cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích Giao nghỉ tại thượng phòng ở tầng 3. Còn Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu cùng ở dưới tầng 1. Thạch Đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất. Tiểu Phàm trái lại lật bên nọ bên kia không sao ngủ được. Mãi. Hắn mới thở dài một tiếng. Vùng dậy. Khoác áo choàng ngồi một lát rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt. Bỗng có một ánh sáng không biết từ đâu dọi xuống khiến tiểu phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán. Bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa. Thấp thoáng rung rinh, tiểu phàm ngẫng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi. Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràn vào lồng ngực hắn. Tuy đứng trong hành lang nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hắt vào tận mặt tiểu phàm hắn quay lại cài cửa. Rồi bước ra ngoài hành lang. Đêm khuya, gió vẫn rít từng cơn. Mưa rơi tí tách. Những giọt mưa từ trên bầu trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán. Bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói. Chảy dóc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ. Khiến người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài gió thổi ào một cơn mưa bỗng nặng hạt mù trời áo tiểu phàm bị mưa làm ướt mấy nơi nhưng hắn không hề để ý cứ đứng lặng yên nhìn về phía trước dưới gốc cây bông hiện ra một người cầm ô đứng lặng lẽ trong mưa một đôi mắt rất trong đang chớp chớp như đang nghe thấy đang cảm nhận được điều gì thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía tiểu phàm bầu trời bỗng như trầm xuống mưa cũng lắng lại tiểu phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói mưa vẫn đang rơi gió vẫn chưa ngừng nếu thấy video này hay hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung ấn linh ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo